chứng khoán ghi nhận phiên giảm thứ 3 liên tục. VN Index đã rời khỏi 1.280 điểm. Thị trường giao dịch ảm đạm, thanh khoản mất hút. Trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu EIB của Eximbank bất ngờ tăng mạnh sau thông tin Vietcombank trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Eximbank. Trong phiên trước, EIB bị bán tháo nên giảm sát sàn. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 16 tháng 10 diễn ra trong trạng thái lình xình do tâm lý nhà đầu tư chán nản. VN Index có thời điểm vượt trên tham chiếu gần 3 điểm nhưng sau đó quay đầu giảm trở lại gần 3 điểm khi chốt phiên. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng là tâm điểm của thị trường trong phiên giao dịch này vì tăng mạnh, BET tăng trần, MVKG tăng 1,71%, DGVK tăng 2,11%, VNM tăng 1,05%, VHC tăng 1,94%, SAB tăng 1,23%. Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn nghiêng về sắc đỏ. Nhóm ngân hàng còn vài cổ phiếu giữ được sắc xanh. Trong đó, cổ phiếu EIB, Eximbank sau khi bị bán tháo, giảm sát sàn trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 10 do tin đồn liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Trong phiên giao dịch này, EIB quay đầu tăng mạnh vì Vietcombank bất ngờ trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại Eximbank. Với việc mua vào 78,79 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 4,51% vốn điều lệ, Vietcombank trở thành cổ đông lớn thứ 2 của Eximbank, sau Glex. Cụ thể, EIB tăng 1,37%. Trong khi đó, đa số các cổ phiếu ngân hàng khác đều giảm, SSB giảm 4,02%, NAB giảm 1,24%, LPB giảm 1,4%, STB, HDB, TCB, MBB, ACB, MSB, VIB, SHB. Nhóm chứng khoán vẫn nối tiếp đà giảm nhưng biên độ hẹp dần, VND giảm 1,01%, SHS giảm 1,3%, VCI, SSI, HCM, VDS, FTS, CTS giảm gần 1%. Nhóm bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn. Trong đó nhóm bất động sản nhà ở vẫn giảm mạnh, NLG giảm 2,05%, NVL giảm 2,39%, DIG giảm 1,72%, KDH giảm 1,22%, BDG giảm 1,99%, CEO giảm 1,36%, NTL, VLE, 5IC, HDC giảm gần 1%. Ngược lại, SSC tăng 1,34%, VHM, TCH, DXG, SCR tăng gần 1%. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index giảm 2,85 điểm, 0,22%, còn 1.278,23 điểm với 231 mã giảm, 133 mã tăng và 67 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm 0,69 điểm, 0,30%, còn 228,26 điểm với 83 mã giảm, 42 mã tăng và 69 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOT chỉ khoảng 12.300 tỷ đồng, giảm 4.200 tỷ đồng so với phiên trước. Khối ngoại cũng bán dòng phiên thứ 3 liên tục sàn HOT kể từ đầu tuần với tổng giá trị bán dòng hơn 330 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán dòng nhiều nhất là FPT gần 70 tỷ đồng, HDB hơn 62 tỷ đồng và VHM gần 49 tỷ đồng.